Chào tất cả các bạn và anh em đã đến kênh YouTube Tăng Dưỡng Game ha. Anh em là chuyên thành lý mua bán trao đổi thiết bị âm thanh và nhà sống dàn kẹo kéo và có thâu mua dàn nhạc của anh em ở gần xa ha. Địa chỉ em ở Ninh Thới, Cầu Kè, Trà Vinh, số điện thoại là 0787979286 ha. Hôm nay thì nhờ anh em thương thì cái lô quan số đây em đã hết anh em ha. Thì em còn một số cái mixer, một số con men anh em. Men thì lúc trước hôm trước cũng gọi về khá là nhiều. Nhờ anh em ủng hộ thì em cũng còn đâu đó khoảng tầm 6-7 con vậy anh em ha. Rồi qua phần van cơ thì em có rất là nhiều anh em ha. Van cơ thì em có về được nguyên cái lô này, van cơ và đăng tiếng có bờ Bluetooth ha, có revert luôn anh em. Cái lô này thì cái lô có bờ Bluetooth hết anh em. Và đây là cái lô van số tầm trung cho anh em sử dụng gia đình hoặc là đi show nhỏ được ha. Và đây là một cái hai cây có số, mấy cái lọc xì anh em ha. Lọc xì thì có cái lọc xì có đèn chống hú feedback luôn anh em ha, của Bosa luôn anh em. Trước là hai cây có số trước đi ha, hai cây có số cũng của cùng một chủ bơm hàng đó anh em. Đây đó, em quay cho anh em nè. Mình mắc sai lầm một lần rồi, mắc lầm lần thứ hai anh em ha. Thì đây em bán lại thì cây DBX 260, cây này là BX anh em ha. Cây này là 2 in và 4 out, hoạt động tốt, mọi chức năng hoạt động tốt hết. Cây này bán cho anh em với cái giá là 1.800.000 ha, bị bom ha. 1.800.000. Và một cây D-Rack 260 2 in 4 out, ủa 2 in 6 out anh em nha. Còn đẹp keng luôn, đó, còn nguyên cái hộp luôn. 2.800.000. Đó, 2.800.000 cho một cây DBX 260 đẹp keng luôn, còn nguyên tem luôn anh em nha. Đó, con này còn nguyên tem nha, chưa bóc tem luôn nha anh em ha. Còn nguyên tem nguyên zin luôn. Cái này 2.800.000. Và một cây code, một cây này là một cây vang số V6100. Cái này bán cho anh em giá là 1.000.000. Lọc xì DBX thì cái này hình như khách chốt rồi anh em ha. Hôm qua thì khách nào chốt cây lọc xì Tone, cây lọc xì 600.000 thì nhắn tin lại giùm em nha, để biết em gửi hàng ha. Đó, tin nhắn thì em chưa thấy anh em nha. Lọc xì thì cũng là 600k. Đó, khách nào chốt thì nhắn tin lại giùm em. Lọc xì 2231 và nó hơi bị xấu, nó bị xét một số chỗ nè anh em. Cái lọc xì này thì bán cho anh em với giá là 900k thôi. Tiếp theo là em có một cây lọc xì Bosa feedback chống hú anh em nha. Đó, một cây lọc xì Bosa chống hú, cái lọc xì feedback anh em ha, nó có đèn nè anh em. Có đèn này anh em chống hú, lọc xì xịn của Bosa ha. Cây này thì bán anh em giá là 1.200.000 ha. 1.200.000. Quay vào van cơ và van cơ lai số anh em ha. Van cơ lai số thì rất là nhiều, để em quay trước cho anh em là một cây Net FX9. Cây này thì mất mấy cái nút nên tai mấy cái nút hơi xấu ha. Cây này có Bluetooth. Bán cho anh em với cái giá là 900k. Một cây SB3000A, một cây vang số anh em nha. Nó là một cây vang số 6 ao, chỉnh giống X5, 1.000.000. Một cây DK Kim DK9000, cây này bán em 1.400k ha. 1.400k. Một cây Bosa X9 thì bán em là 1.900.000. Một cây Bosa X9 anh em nha. Bosa X9 1.900. Một cây MU DSB9800 bán em 1.000.000 ha. Một cây DK Kim DK9000 nữa bán cho anh em giá là 1.500.000. Cây này thì còn nguyên tem nguyên zin, còn rất là đẹp anh em, còn rất là đẹp ha. 1.500.000, xin lỗi anh em nha, 1.500.000. Một cây X8 mã là DK6000. Cây X8 này thì nó hai mít riêng biệt anh em ha, rất là hay. Mấy anh em bán 2.000.000 mà không nghĩ sao em bán 2.000.000 mà bán hoài không được cây này anh em ha. Sansui thì có là Sansui E60, cây này bán cho anh em giá là 1.000.000 anh em ha. Tiếp theo là qua cái dòng van cơ có Bluetooth thì có mã là TDK20, sẵn tháo nội thất cho anh em xem đây. Đó, nội thất của con TD này anh em ha. Mã là K20, nó có bo chống hú đầy đủ. Một cây này bán anh em giá 1.000.000 nha. 1.000.000 cho một cây K20 này ha. Tiếp theo là em có một cây nâng tiếng Ackley. Một cây nâng tiếng Ackley giá là 700.000. Một cây nâng tiếng TD Acoustic Ultra 900 Ultra ha. Cái này em để quên cái đầu em mới lục ra là nè. Cũng là 700.000 luôn. Một cây vang có Bluetooth 900k, mã là X333. Đó, X333 ha. Một cây SB 1.000.000, màn hình có revert nè, có revert anh em ha.
reward, thời gian reward đầy đủ 1 triệu đồng. Một cây nét 70 Bluetooth, màn hình rất là đẹp. Đó, một cây màn hình rất là đẹp ha. Thì cây này bán cho anh em với cái giá là 1.100.000. Và cây này non này bán rồi ha. Và em còn một cây nét, nét 30 Bluetooth. Nét 30 Bluetooth này thì bán cho anh em với cái giá là 1 triệu đồng đi, 1 triệu đồng, bán cho em 900 luôn đi, 900 ngàn thôi, 900 ngàn ha. Và qua đây thì em có là cái dòng DMX DK 2000, bán cho em 800 ngàn luôn. Đó, 800 ngàn cho một cây DMX DK 2000, một cây Vanker lai số nha. Một cây Vanker lai số B1 Pro gì nữa nè, đó, 800 ngàn luôn, đó, quá hợp lý anh em ha. Một cây có số 2 in và 4 ao, mã là Linon, bán cho anh em với giá là 1.300.000. Một cây vang số 7, hàng nội địa thê tha đó anh em, thê tha thì một cây đồng giá là một cây 1.500.000 ha, có hai cây luôn nè, hai cây, cây 1.500.000 có hai cây, một cây bản anh, một cây bản nội địa chung. Tiếp theo là em có mini vật 4 thì 1.000.000 một cây, cây màu vàng ở trên thì hơi xấu hơn tí, bán anh em 800.000. Quà đây mini vật 4 nè anh em, còn rất là nhiều ha, còn nguyên tem luôn. Mini vật 4 thì eco rồi anh em, còn lâu cả chục cây anh em ha, để anh em mua thì alo dùm em. Đầu thu BBS, đầu thu BBS thì giá là 150.000 một cây, còn hoạt động tốt ha, 150.000 một cây đầu thu BBS. Mi URX10 thì em còn mấy cây nè anh em, URX10 và mé bên đây thì còn nguyên cái hộp này, hơi bị cháy nắng anh em nha, quay thì hơi chói anh em xem thông cảm ha. URX20 còn nguyên hộp như thế này, bán anh em 1.100.000, 1.100.000 ha. URX20 chép thì em có là chép 750, 850, bên kia thì chép mới hết, chép 750 là 1.000.000, 450 là 500, chép neo là giá là 1.900.000 ha. Và còn một con GHS 24 sò bên kia, GHS 24 sò hôm nay bán em 1.800.000, tháo buộc ra xem rồi, đó là GHS 24 sò anh em ha, 1.800.000. Quay qua men anh em, men thì em còn một số men ha, men thì mấy cái này là khách đã cọc rồi ha. Em còn hai cái phân tầng, hai cái phân tầng, một cái BA5 200 và một cái F2A Busa, một cái cũng là 200, hai cái là 400 anh em ha. Dây 4 ruột thì 1 mét nó là 30.000 anh em ha, một dây 4 ruột 1 mét là 30.000 cho 1 mét. Vàng mới có Bluetooth bảo hành 1 năm thì bên em đây có reward, có thời gian đầy đủ, đây là cái lô hàng mới, giá là 1.300.000 một cây. Và đây là một cây SB nữa nè, một cây SB, một cây Vanker lai số nữa, ấn vào chỉnh thôi ha, cái dòng này rất là dễ chỉnh. Thì cây này bán cho anh em với cái giá là 1.000.000 đồng luôn, đẹp như mới luôn nha, đẹp như mới luôn nè. Một cái chép BA 2 la mã, một cái chép Thái anh em ha, cái chép Thái này thì con ghim nhưng mà bị bể mũi, anh em bán cho anh em 700.000 đó, con ghim mà bị bể cái mũi nha, 700.000. Phân tầng thì đây là cái lô phân tầng full đôi, phân tầng full đơn anh em ha, full đôi và full đơn thì có đầy đủ cho anh em hết đó. Phân tầng thì đây là cái mẫu BA5 550.000, mẫu BA250 thì cái này là phân tầng full đôi rất là gấu, một bàn tay luôn anh em ha, thì bán cho anh em với cái giá là 700.000, ủa xin lỗi anh em, 900.000 nha, 900.000 cho cặp này, xin lỗi ha. Cục box TV thì là một cục bán anh em 1.000.000 nha, box 2GB chạy cũng rất là nhanh nha, box để dành cho anh em đi kẹo kéo đồ á, một con này là 1.000.000 đồng. Men thì em có là một cây men Việt Nam, một cây men Việt Nam đánh được bốn cái full 40 con 75, một cây men Việt Nam chế anh em nha, bốn kênh mà giá nó chỉ có 2.500.000 cho một con men 4 kênh anh em ha. Và tiếp theo thì em có là dòng men 7, men 7 mã là D8, men 7 D8 anh em ha, men 7 D8 này thì bán cho anh em giá một con là 2.800.000, 2.800.000, 800W có thể đánh được một cặp 30 con 75 anh em nha, một cặp 30 con 75 quýnh ok. Một cây men cờ rau, một cây men cờ rau bán anh em 2.900.000 còn rất là đẹp, 2.900.000 anh em ha, men cờ rau XL402. Và một con MR9000, một con MR9000 thì nó chạy là 32 sò và 12 tụ, nó giống như là MR7002 vậy anh em, có thể là đánh 4 cái full 40 con 75 tốt. Con này bán anh em giá 2.800.000 men 7 nha. Và tiếp theo thì em còn một cây V3G1000, thì cái mẫu này là em hay bán cái mẫu
1200W một kênh thì đánh có thể là hai kênh, đánh hai cái sub và bốn cái full anh em ha. Còn main hàng mới, hàng mới bên em thì bán với cái giá là 6.500.000 anh em ha. Và tiếp theo thì nhờ anh em thương ủng hộ thì em cũng cái lô van số bữa nay thì cũng còn được là 3 cây, một cây X6 2.2, một cây X3, một cây X3 này thì là 1.600.000 và một cây S500 Pro 2.400.000. Miro nè, Miro thì em còn bộ này giá 1.000.000 ha. URX10 mặt hơi xấu tí 1.000.000 nha. Và đây là em mới thanh lý về được một cái mixer Sorap Anh. Đó, một cái mixer Sorap Anh ha. Sorap Anh nè, 12 lai. 12 lai anh em ha, có hai dừng rút. Anh em cần liên hệ giùm em ha. Và đây là cái mixer khách báo là bị lỗi gì nè. Em test tất cả chức năng, eco có đầy đủ luôn, em có list test luôn. Đó. Mà khách nói là về là test không được anh em ha, không được, không biết lý do là sao. Rồi khách nhắn là mua một lần này nữa chắc là không mua nữa. Và em có nhắn tin lại và em có quay cái clip test lại luôn mà không hiểu làm sao mà khách không có coi anh em ha. Không có vô xem, không biết là vấn đề làm sao nha. Đó. Khách có mua thì nhắn tin lại trực tiếp trên trang Facebook của em hay là YouTube của em cũng được. Hoặc là nhắn qua Zalo giùm em đi ha. Lý do làm sao mà em nhắn tin mà không trả lời anh em nha. Có thể là do kẹt tiền hay là không có tiền lấy gì đó hay là gì đó thì cũng có nhắn tin lại giùm em coi nó làm sao. Để em biết hướng em giải quyết nha. Để anh có cọc cho em 200.000 để nói em lấy cọc nữa, tội nghiệp em nha. Rồi tiếp theo là em có một cây FX12 hơi xấu nhưng mà cũng vệ sinh ra cũng còn đẹp anh em. 1.500.000 12 like 1.500.000 đó, mọi chức năng hoạt động tốt, có eco đầy đủ. 12 like mà giá chỉ có 1.500.000 nha. Đó, còn cây này thì em bán là nhớ là bán 1.700.000 anh em. Laptop thì em có là dòng Dell, nó Dell thì laptop Dell thì bên em để đây. Laptop Dell Core i5 thế hệ hình như là thế hệ thứ 5, Windows 10 anh em ha, hàng mới. Hàng mới thì em đang bán với cái giá là 3.800.000. Đó, 3.800.000 để phục vụ anh em đi show tốt hơn ha. Mấy cái laptop cũ thì hiện tại bên em đang hết hàng. Mấy cặp lo thì em có là mấy cặp sub ha, mới về được hai cặp bass sub. Một cặp này giá rẻ nè anh em. Một cặp này giá rẻ, em sẽ sơn lại cái sườn cho anh em ha, nó bị bong bong nè anh em. 1.500.000, có làm con rồi, hoạt động tốt cho một cặp DC ha, chưa có sơn lại nha. Nó hơi bị chốc chốc nè, hơi xấu xấu, em sẽ sơn lại cho anh em, đẹp lại cho anh em hết nha. Và một cặp này là một cặp bass 50 từ 220 con 100. Bass gân sườn trắng nhìn rất là đẹp. Một cái gin và một cái không gin anh em ha. Đó, để quay cho anh em nè. Chặt nó nặng quá. Ui, cái này thôi một tay giải không nổi anh em, nó hít anh em ơi. Báo anh em là một cái gin và một cái là không gin. Giá là 2.100.000 cho một cặp bass sub 7 nè anh em ha. Từ trắng nè. 2.100.000, một cái gin và một cái không gin. Một cặp bass 7 nữa, một cặp bass 7 40 từ 190 con 75, giá bán anh em là 1.300.000. Bass không gin anh em ha. Đó, bass không gin. Bass GCS từ 220 con 100 thì em còn là 2.5, 2 cặp với một cái anh em ha. Thì bass là gin đẹp. Một cặp là 2.000.000, gin đẹp nha. Đó, GCS nè. Gin đẹp. 2.000.000 một cặp, lẻ một cái là 1.000.000, anh em có thể gắn vô vỏ súp. Hoặc anh em đánh full cũng được ha. Tại vì em vệ sinh nhà ra mới xong cái nó bụi bặm, cái này vệ sinh mà nó cũng còn dơ anh em ha. Tiếp theo là em còn mấy cặp bass giá rẻ cho anh em, hai cặp bass giá rẻ. Bass là bass 40. Bass 40 DG còn hai cặp. Từ là từ 170 con là con 75 và không gin anh em ha. Không gin hoạt động tốt, giá là 1.000.000 một cặp. 1.000.000 một cặp anh em ha. Đó, em nói rõ ha, 1.000.000 một cặp bass 40 con một con 75 ha. Và còn một cái lẻ, một cái sub 50 nữa anh em, từ 220 con 100 có làm con rồi, màng cũng còn đẹp. Một cái lẻ như thế này thì bán anh em giá là 1.000.000 anh em ha. Quay qua lo mới. Lo mới thì quay cho anh em. Lo mới thì lúc nào em cũng có hàng hết ha. Thì em cứ quay mấy cái này là mấy cái để mẫu cho anh em thôi, còn giao cho anh em thì mấy cái trong thùng ha. Và hàng lo bọng thì anh em phải cho em xin cọc nha. Nói chung là ngày nào anh em cũng có hàng bơm về, hoặc là tình trạng là nhiều khi là anh em đặt rồi mà không có tiền lấy, còn hoặc là anh em mà cố tình để chiêu mình không chừng nữa. Mình thấy cũng dễ nói mấy chú lớn tuổi đồ, mấy cái hàng nặng là chú cũng không biết cọc rồi đó. Thì mình nói vậy mình thấy cũng dễ, mình cũng gửi xong rồi đa phần là bơm hàng là nhiều anh em ha. Thì cũng có khách hàng nhận
cũng có khách hàng bơm anh em ha, chứ không phải nói là không cọc là người ta bơm, nhưng mà cọc rồi cũng bơm anh em nha. Cọc rồi là bơm bình thường, nó như mình cọc 200.000 rồi cước đi về là ra khoảng 300 mấy, thì mình bù vô 100 mấy cũng đỡ anh em. À, bát mới này thì bán cho anh em giá là 30 nha, từ 190 coi là con 75 thằng bát đẹp như thế này bán anh em giá 1.600.000. Hôm qua là mới bị bơm về một cặp nữa anh em, hàng mới như thế này luôn, 1.600.000 luôn, bị bơm về đó là điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời gì đó, hàng mới luôn mà cũng bị bơm bình thường anh em ha. Nó giá cũng cực kỳ hợp lý luôn, giá sát luôn, giá này cũng gần như giá sỉ luôn rồi anh em. Một cặp bát 40 neo giá là 2.800.000 em ha, và cặp 300B này hàng mới bên em thì giá là 2.800, 300B Trung Quốc anh em nha, nói rõ nha, hàng Trung Quốc là nói Trung Quốc, hàng Thái là nói Thái ha. Đây là hàng mới, hàng mới là để tem vậy thôi chứ nói là Trung Quốc anh em nha. Đó. Thì 300B thì nó cũng giống như hàng Thái thôi, nó quýnh cũng đạt lắm, nó cũng hay hơn mấy cái dòng GCF hoặc là mấy dòng mặt tin anh em, giá nó cao hơn. Mấy cái dòng mà bát 40 con 75 thường thường thì nó chỉ là 1.700.000 thôi, nó cái này nó 2.800.000 anh em ha. Bát neo 30, neo 30 RCF thì em bán với anh em là giá là 2.600.000. RCF 40 từ 220 con 100 thì giá nó là 2.500.000. Bát sub RCF từ 280 anh em ha, con 125, hàng này là hàng mới thì giá bán cho anh em là 4.400.000. Còn bát mà 50 sub con 100 thì giá là 3.000.000 anh em ha. Và bát 40 con 75 thì là 1.700.000. 1.700.000 cho mấy cặp bát 40 con 75 hàng mới bên đó. Hàng mới anh em ha. Thì cũng còn là mấy cái cặp 500B Trung Quốc nè, và 300B Trung Quốc thì 1.900.000 đến 1.700.000 một cặp. Còn đẹp như thế này anh em ha, còn đẹp nha. Nó màng bụng còn đẹp hết nè. 500B lo neo thì xin lỗi anh em nha, lo 20 monitor hàng bãi của 3R Audio bán cho anh em giá là 1.700.000 một cặp, thì em test chất âm nó cũng khá là hay anh em ha. Và bên đây cái lô hàng mới thì còn rất là nhiều, vỏ lo quên quay vỏ lo cho anh em, xin lỗi anh em ha, đi vô đi ra tốn thời gian của anh em. Vỏ lo thì đây cái lô vỏ 40 mẫu là mẫu máng heo anh em ha, có nghĩa là 40 đơn mẫu giống nhái quả tiễn anh em, 2.000.000 một cặp. Thì đây nguyên cái lô của em đây ha, đó quay đây thì hơi chá nắng ha. Và cái tủ mấy bên kia, cái hàng này đã bọc là hết anh em ha, không bọc nó bụi dữ lắm. Cái này là cái tủ 8U không có ngăn mixer, 1.100.000, vỏ 30 nestle, vỏ 30 đơn 1.800.000 một cặp, vỏ phun đôi thì giá là 3.400.000 một cặp, tất cả là ốc lục giác hết ha, đó, ốc là lục giác hết, ốc này bán ke trong hết ha, vỏ là vỏ đẹp hết nha. Và vỏ phi thiền cặp này bán cho anh em giá là 2.500.000 nha, đó. Cặp này bán anh em 2.500.000. Vỏ súp 50, đây là vỏ quả tiễn nè, bên kia thì có vỏ là array, vỏ mới lúc nào em cũng có hết, đồ mới thì nói chung là lúc nào em cũng có sẵn hết, anh em cứ nhắn tin cho em thì lúc nào em cũng có ha. Cái lô vỏ súp 50 mặt xéo có, mặt thẳng có, 2.600.000 một cặp. Tủ máy thì lúc nào cũng có luôn, tủ máy thì anh em đặt là có, tủ máy mới mà em bỏ muốn thành cũ luôn anh em đó. Cái tủ này thì để em gấp vàng á ha, để dành gấp vàng. Tủ máy mới 12U giá là 2.400.000. Đây là cái tủ 3 bát. Cái tủ 3 bát này thì 3.500.000 anh em ha, có ổ khóa đầy đủ luôn, có đầy đủ là họng cho anh em hết nha, đầy đủ họng hết. Tủ máy 3 bát 3.500.000. Đây là mấy cái cặp 50 nữa anh em, 2.000.000 một cặp bát DC nè, 2.000.000 một cặp ha, bát DC. Đây là cái lô súp ha, vỏ này là vỏ lo kéo đứng 2 bát 40, vỏ này là vỏ súp BSD, súp BSD thì là 4.400.000 luôn anh em ha. Vỏ array, vỏ này là vỏ kéo đôi phi thiền đó nè, vỏ kéo mạch để gảnh em sẽ gáp lên cho anh em ha. Và đây là cái cấu hình vàng nhạt, cái cấu hình vàng nhạt này là 20.000.000. Em đang gáp cho khách là có quay bên Kinh Tân Đồ Bãi hôm qua anh em, thì đánh gồm là 2 bát 40 mẫu máng heo, mẫu bên em đang có nè. Đó thì mẫu full là mới, súp là mới. Súp mới thì bát là bát GCF con 100, cũng có quay cái quá trình gáp cái lo luôn cho anh em hết luôn. Đó, quay toàn bộ lại cho anh em hết. Súp này thì bán cho anh em giá là 5.600.000, full ở trên thì bán cho anh em giá là 5.000.000 ha. 5.000.000. Vàng máy thì đánh gồm một con men
64 sò, một cây vang số, một bộ micro, một cái tủ máy và dây 4 guồng hết đầy đủ cho anh em ha. Anh em có qua kênh Tân Đồ Bãi thì xem chi tiết giùm em ha. Thì dàn nhạc anh em cần gáp bao nhiêu thì cứ nhắn tin ở dưới thì em cảnh em sẽ gáp lên ha. Và đây là cái tủ máy 2 bát nè, 10.500.000, có quay cho anh em rồi ha. Và đây là còn một cái bát súp bán dùm cho khách. Một cái bát súp, mấy cái lo súp giá rẻ này thì mấy cái lo 40 này, 30 thì khách đã chốt hết rồi anh em ha. Em còn một cái súp khô khách bán dùm, một cái súp 40 giá là 2.500.000 anh em ha. Cái súp 40 giá 2.500.000 bán cực kỳ khó bán nha. Tại vì đây là nói chung là tại vì súp đã qua sử dụng nhưng mà gần như mới, khách nhờ bán dùm 2.500.000 con 100. Và em có bán thêm mẫu xe đạp điện giá rẻ 6.000.000 đồng và cái mẫu 8.000.000 và mẫu 10.000.000.